Chế phẩm hữu cơ sinh học này trực tiếp tác động vào quá trình sinh trưởng phát triển của cây, giúp thúc đẩy rễ, thân, lá phát triển, tăng khả năng quang hợp, tăng khả năng thụ phấn và tỷ lệ đậu quả, nâng cao khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất lợi, giảm lượng phân bón hóa học từ 30 đến 50%, hạn chế tối đa thuốc bảo vệ thực vật, tạo ra dòng sản phẩm sạch, tăng năng suất, chất lượng từ 20 đến 30% và cho thu hoạch sớm hơn từ 5 đến 10 ngày so với thời vụ đại trà. Gia đình của anh Cương ở thôn Vea, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang của tỉnh Bắc Giang đã sử dụng sản phẩm vườn sinh thái. Và để biết được hiệu quả của chế phẩm cho cây ớt được như thế nào, sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến chia sẻ của anh Cương. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Anh có thể chia sẻ cho bà con được biết rằng là cái vườn ớt này nhà mình là đã sử dụng cái sản phẩm vườn sinh thái được bao nhiêu lần rồi, và hiệu quả khi sử dụng cái chế phẩm vườn sinh thái này so với trước không dùng đạt được như thế nào không ạ? Trước hàng năm là nhà tôi là thông thường vẫn trồng ớt. Những năm trước đây thì cái năng suất ớt mà trồng trên một sào thì rất thấp. Sau khi là tiếp nhận được cái khoa học công nghệ mới, nhà tôi đã dùng cái này mới được năm nay. Sau khi dùng sản phẩm này, hiện nay là cây ớt là rất sai. Và một quả ớt, tức là một cây ớt là có thể cho đến khoảng 2 cân ớt. Hiệu quả kinh tế rất cao. Trước kia không sử dụng thì một sào ớt bình quân đạt được trọng lượng khoảng bao nhiêu kg trên một sào? Mỗi một lần lấy trước đây tôi lấy được khoảng độ hơn 30 cân, 35 cân. Vâng. Nhưng bây giờ lấy một sào ớt là khoảng gần 60 cân. Vâng. Như vậy là năng suất trung bình trước kia chỉ đạt tầm khoảng từ 30 đến 35 kg trên một sào. Tức là một lượt lấy. Một lượt thu hoạch có đúng không ạ? Nhưng bây giờ khi dùng cái chế phẩm vừa sinh thái là năng suất của mình đã đạt được tới là trên 60 kg trên một sào. Một lượt đấy. Vậy thì qua việc sử dụng cái sản phẩm vừa sinh thái thì anh thấy ngoài cái việc tăng năng suất được gấp đôi so với việc sử dụng cái sản phẩm vườn sinh thái này so với không sử dụng, thì ngoài cái việc năng suất như thế thì anh còn thấy cái hiệu quả lợi ích khác, ví dụ đi trên sâu bệnh hoặc là cái việc mà khai thác lâu dài bền vững như thế nào, anh có thể chia sẻ cho bà con được biết trước không? Đây thì quả ớt nó bị bệnh và nó táp một phần, nhưng sau khi sử dụng cái thuốc này là không bị sâu bệnh nữa và quả ớt nó cho cái trọng lượng là cao. Bình quân thì gia đình nhà mình là khai thác là trong bao nhiêu ngày thu hái một lần ạ? Tức là khoảng 5 ngày là hái một lần và sau đó là chúng tôi lại phun tiếp tục trên sào. Anh có thể chia sẻ cụ thể cho bà con biết là cách sử dụng cái sản phẩm vườn sinh thái này cho cái ớt của mình anh làm như thế nào được không ạ? Khi cấy xuống là gia đình nhà tôi phun là theo cái hướng dẫn chỉ dẫn của trên bao bì và cứ 5 ngày là gia đình tôi lại phun một lần và cứ tiếp tục là cứ 5 ngày một phun một lần theo đúng cái quy trình hướng dẫn. Ngoài việc sử dụng cái chế phẩm sinh học vườn sinh thái này thì anh có sử dụng thêm các dòng phân bón khác như nào không ạ? Không, thông thường là trước đây ý, là làm ăn, tức là trồng theo cái tập tục cũ là vẫn tưới phân và bón. Nhưng sau khi là áp dụng cái công nghệ này thì nhà tôi chỉ bón phân lần đầu, tức là phân lót. Và tiếp tục khi bén rễ rồi, nhà tôi bón một lần nạm và từ đó là phun 100% cái phân này. Theo các nhà khoa học, do thành phần của loại chế phẩm này bao gồm đầy đủ các chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết như đạm hữu cơ, các chất vi lượng và các vitamin giúp hạn chế hiện tượng rụng hoa và rụng quả sinh lý ở một số loại cây ăn quả, làm cho màu sắc, mẫu mã quả đẹp hơn. Đặc biệt, thành phần chế phẩm còn có các vi sinh vật hữu ích và các loại nấm có ích, có tác dụng cải tạo đất, chuyển hóa nitơ ở dạng tro trong không khí thành dạng đạm cung cấp cho cây trồng, tiết kiệm lượng phân đạm trong quá trình bón phân cho cây, tăng cường dinh dưỡng cho đất, khống chế các loại vi khuẩn và nấm bệnh, từ đó làm cho cây phát triển khỏe mạnh. Vâng, kính thưa quý vị và con, như vậy là việc sử dụng cái chế phẩm sinh học và sinh thái tại gia đình anh Cương không chỉ giúp cho tăng năng suất mà còn giúp cho giảm rõ về cái việc tăng cái hiệu quả kinh tế từ cái việc là giảm việc sử dụng phân bón cộng với việc là giảm việc phun thuốc bảo vệ thực vật. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng là hiệu quả sử dụng qua đây, chúng ta thấy rằng là ớt là trái ra rất là nhiều, đồng đều và đặc biệt năng suất tăng rất là cao.